Ô tô 360 xin kính chào tất cả quý vị đã đang theo dõi kênh Ô tô 360. Ô tô 360 của chúng em là kênh chuyên mua bán những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách bằng các clip mới nhất và bằng những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng còn tốt nhất, đẹp nhất mà chúng em đã mua về để đem lên đây để phục vụ quý vị và các bạn. Chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã biết hôm nay chúng em sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ô tô gì rồi đúng không ạ? Vì là ngay trước mặt quý vị và các bạn đây, một chiếc xe sedan. Chiếc xe sedan này ở phân khúc hạng D, cùng sánh vai với chiếc xe Toyota Camry hay là Nissan Tiena hay là Mazda 6 hay là Honda Accord. Vâng, đây chính là chiếc Hyundai Sonata 2.0 ạ. Đây là chiếc xe Hyundai Sonata 2.0 nhập khẩu, là một chiếc xe được nhập về. Đây chính là một trong những chiếc xe ở những lô cuối cùng nhập về trước thông tư 20 năm 2011 được áp dụng. Chiếc xe được nhập khẩu về Việt Nam năm 2011 và được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội năm 2011. Chiếc xe đã chạy được 90.000 km, tức là 9 vạn cây số rồi đấy quý vị và các bạn ạ. Nhưng chiếc xe còn rất là đẹp. Đây, sau đây mời quý vị và các bạn cùng đi theo chúng tôi xem một vòng quanh xe để biết là nó còn đẹp như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn. Quý vị thấy không, toàn bộ phần thân vỏ sơn zin vẫn còn rất là nhiều, nền vẫn còn căng. Chúng tôi sẽ quay thật sát vào để quý vị thấy cái nền của nó căng, tức là chiếc xe này chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là tai nạn. Nếu như đâm đụng hay tai nạn thì là keo chỉ sẽ mất và cái nền này làm lại nó sẽ không còn được căng như là cái nền nguyên bản của xe như thế này nữa đây quý vị ạ. Toàn bộ keo chỉ các thứ còn nguyên bản, đèn trước đèn sau còn bóng rất là sáng, là răng đúc nguyên bản theo xe. Tuy bên ngoài có đôi chút là xước sát nhưng mà quý vị và các bạn ạ, chiếc xe cũ mà đi lại ở Hà Nội thì cái việc xước sát nhỏ như thế này thì không thể tránh khỏi được ạ. Toàn bộ phần đèn pha, đèn xi nhan còn rất mới và rất sáng bóng. Đèn hậu cũng còn rất là mới và sáng bóng. Xe đã được trang bị toàn bộ phần cảm biến sau bằng 4 mắt cảm biến, giúp cho quý vị và các bạn lùi rất tự tin và thoải mái và an toàn. Quý vị hãy like và đăng ký kênh và nhớ là ấn nút chuông theo dõi để được đón nhận các clip mới nhất của Ô tô 360 chúng tôi cập nhật. Và nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua bán hoặc tư vấn xe, xin quý vị và các bạn hãy gọi theo số hotline của Ô tô 360 là 090 560 8883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc nếu quý vị và các bạn đang đi một chiếc xe nào đó rồi, quý vị và các bạn muốn đổi xe thì các bạn có thể qua 16 Tô Hữu. Chúng tôi sẵn sàng nhận lại những chiếc xe cũ của các bạn đang đi để đổi lên chiếc xe mà chúng tôi đang bán đấy ạ. Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chiếc xe này. Quý vị đã đi nhìn qua một vòng thì quý vị cũng có thể thấy được chiếc xe này nó còn mới và đẹp như thế nào. Toàn bộ từ vô lăng, cần số, tất cả nguyên bản, chưa có dấu hiệu của làm lại, tất cả có nguyên bản của nhà sản xuất, chưa có dấu hiệu nào làm lại, chỉ có đôi chút của sự mài mòn theo thời gian năm tháng, có thể là bên ngoài có thể xước sát, bên trong nội thất da có thể cũ đi theo thời gian. Nhưng thưa quý vị và các bạn, sử dụng chiếc xe sử dụng sau 8 năm rồi thì cái điều cũ hoặc mài mòn như thế này thì nó là quá bình thường. Tại vì cái xe này nó mới chạy 90.000 km thôi, cho nên là nếu như cái sự mài mòn như thế thì đang ở trong cái mức độ cho phép. Một chiếc xe nhập khẩu lại ở phân khúc hạng D, cùng sánh vai với Camry. Nhưng quý vị và các bạn có biết giá của chiếc xe này như thế nào không? Bây giờ chúng em đang chào bán chỉ hơn 300 triệu thôi ạ. Chỉ hơn 300 triệu quý vị và các bạn sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng D, cùng sánh vai với chiếc xe Honda Accord hoặc Toyota Camry. Nếu như thời điểm mà quý vị và các bạn mua mới thì chiếc xe này bằng giá của chiếc xe Toyota Camry nhập khẩu và chiếc xe Honda Accord này. Nhưng bây giờ chiếc xe đã qua sử dụng rồi, giá chỉ còn hơn 300 triệu. Chỉ hơn 300 triệu thì quý vị và các bạn đã sở hữu ngay chiếc xe sedan hạng D đấy ạ. Còn gì bằng khi quý vị bỏ tiền ra chỉ bằng tiền của một chiếc xe vai ớt
tức là chiếc xe hạng B, mà quý vị được sử dụng một chiếc xe sedan mà lại hạng D thì còn gì bằng nữa, đúng không quý vị? Quý vị và các bạn nên cân nhắc nhé. Nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua cho gia đình mình một chiếc xe để sử dụng thì đây là một sự lựa chọn rất hoàn hảo. Gương chiếu hậu đã được cập điện, chỉnh điện. Toàn bộ vô lăng cần số táp lô trần còn rất là mới. Ghế da cũng toàn bộ là da xịn theo xe. Hệ thống âm thanh xe này đã được trang bị đầu zin nguyên theo xe, đó là đầu CD 6 đĩa. Dung tích động cơ DOHC 16 van 2.0 lít động cơ xăng mà lại xe nhập khẩu, đi lại rất tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ nguyên bản, zin từng con ốc chưa có dấu hiệu của sự sửa chữa hay làm lại máy. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883. Với giá chiếc xe này chỉ có hơn 300 triệu đồng thôi quý vị và các bạn ạ. Chỉ hơn 300 triệu đồng quý vị và các bạn sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng D, rất là sang trọng và đẳng cấp. Vậy còn chần chừ gì nữa, quý vị và các bạn không liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905608883 thôi. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn lựa chọn được cái chiếc xe phù hợp nhất với phần sử dụng cũng như là phần tài chính của gia đình mình. Bên ô tô 360 chúng tôi không chỉ có một chiếc xe này mà chúng tôi còn rất nhiều các loại xe khác. Hiện nay chúng tôi đang có bán tại cửa hàng, đó là những chiếc xe ví dụ như Mazda 3 Sedan, Mazda 3 Hatchback, Toyota Vios, Innova, Fortuner và còn rất nhiều các loại xe khác. Xin mời quý vị và các bạn hãy qua 16 Tố Hữu để được tham khảo những chiếc xe cũ đã qua sử dụng còn tốt nhất ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh ô tô 360 và cảm ơn quý vị và các bạn đã like clip này. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.
Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.